Tại vì anh khách nói mình á là chạy nhanh nó bị đơ, tăng tốc nó bị đơ này. Đây mình thử tăng tốc hết cỡ luôn ha, đấy. Tăng tốc luôn này, đấy. Không xuống này. Đấy. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì video ngày hôm nay sẽ không phải là video hướng dẫn hay là review sản phẩm. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một cái vấn đề ở trên bộ phụ kiện Fracid 1 này. Rất là nhiều anh em sở hữu bộ phụ kiện này rồi. Tuy nhiên thì cũng phải nói là có một trên một nửa số anh em mà mình sử dụng phụ kiện này, mình chưa hiểu lắm về cái cơ cấu hoạt động cũng như là cái cơ chế hoạt động của nó anh em. Thì mình vừa mới tiếp nhận một cái hộp demo, một cái bộ phụ kiện demo đây, bảo hành của anh khách. Thì anh khách có báo bên mình lỗi như thế này và nó gửi về cho mình con demo này để mình kiểm tra lại, để mình bảo hành á. Và thật sự cái lỗi bảo hành của anh khách này nó rất là hay. Đây, anh em coi nhá. Đưa test lại này, vào game, lên xe chạy, nhả nhanh xuống bị đơ, chụp 10 lần bị 3 lần. Đó. Thì anh khách gửi cho mình cái lỗi này để mình bảo hành. Rất là tốn thời gian, tại vì gửi đi cũng mất một ngày, rồi bên mình gửi lại cũng mất thêm một ngày hai ngày của anh nữa. Cho nên á, thì thật sự cái lỗi mà anh khách mà vừa nêu cho mình vừa đưa cho các bạn thấy á, nó không phải là lỗi nha các bạn, đó chỉ là một cái gọi là cái mắt phím chưa chuẩn thôi. Tức là anh em sử dụng trong phần mềm này, phần mềm cho iPad, iPhone của anh em hoặc là điện thoại Android á, mắt phím nó chưa chuẩn, dẫn đến cái việc mà anh em lên xuống xe bị đơ chuột. Mà rất là nhiều anh em nói là tại vì cái vấn đề này là do lỗi của demo, anh em phải bảo hành cho mình này nọ. Thật sự không đúng nha anh em. Đây, chỉ còn demo mà anh khách nói là nó bị đơ chụp các kiểu này, mình sẽ bóc ra tại đây luôn, mình test trên chiếc iPad của mình ha. Ok, để cho anh em thấy là thật sự á, mỗi lần anh em gặp lỗi như vậy á thì anh em nên tham khảo những video trên mạng á, những video bên mình hướng dẫn, tránh cái việc mà anh em gửi về nó sẽ mất thời gian của anh em, thật sự là mất thời gian của anh em và tốn phí ship nữa. Những cái gì mình khắc phục được á thì mình khắc phục trước. Tại vì demo anh em, cái bộ phụ kiện Fracid 1 hay là Win 1 này nọ nó rất là hiếm lỗi, mà lỗi chủ yếu nằm ở phần mắt phím anh em, chứ không lỗi trên phụ kiện thì không có. Rồi ok, demo rồi mình sẽ lấy cái giá đỡ luôn để mình dựng cái điện thoại, dựng cái iPad của mình lên. Trong hộp này không có cục sạc nha anh em, mình vừa mới nhận bảo hành thì cũng tiện thể làm video cho những anh em nào chưa biết. Mình trong group mình cũng thấy rất nhiều anh em nói là khắc phục được cái lỗi fix firmware, rồi khắc phục được lỗi lên xuống xe đơ chuột chưa. Thì cái lỗi đó xảy ra rất là lâu rồi nha anh em, cái lỗi đó xảy ra rất là lâu rồi và cái lỗi đó hầu như là mình đã khắc phục được 100% rồi anh em ạ, chứ không phải là lỗi tới giờ không khắc phục được đâu. Ok, giờ mình sẽ để cái bác mình ở đây để mình tiến hành mình test nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ lấy một em chuột. Ở đây anh em có thể sử dụng chuột bất kỳ nha, nếu như mà chuột mà kiểu như M1 thì tốt nhất, tránh cái việc mà đơ giật lắc này nọ. Đây là con demo của anh khách của mình đây. Demo mà anh nói là bị lỗi, lên xuống xe bị đơ này. Để mình cho anh em thấy cái lý do tại sao đơ luôn, để tìm thể giải thích luôn trong video này lý do tại sao là bộ phụ kiện này làm đơ. Ok, mình sẽ để qua lại chút. Video mình sẽ không cắt kết luôn nha anh em, cho anh em thấy thực tế luôn. Chứ nhiều anh em nói mình cắt kết rồi mình chỉnh sửa lại nọ, mình quảng cáo bịa. Tức là mình thấy nó ngon nhưng lúc nó lỗ mình cắt đi. Không nha, không nha anh em. Rồi, bật Bluetooth lên, sẽ vô app Fragile Center nha anh em. Ấn kết nối thôi, bật Bluetooth của iPad lên. Giờ ấn connect thôi, đã kết nối rồi. Connect thôi rồi, một mắt phím. Ở đây nè, anh em vô cho mình có phần mắt phím này nè. Ví dụ này ấn chữ test, anh em bấm phím bình thường ok hết, này nọ các thứ đây, nháy nháy đèn lên hết. Tức là demo vẫn hoạt động ok, chuột chip là hoạt động ok này, đó, chuột ok này đấy. Là demo vẫn không có vấn đề gì hết, là cái phần mà phần cứng cũng như là cái phần hoạt động thông thường. Bây giờ mình sẽ cho anh em thấy tại sao mà đơ. Bây giờ ở đây mình sẽ map là nút G và nút F4 là lên xuống xe này. Lát mình vô game mình cho anh em thấy. Ok. Giờ mình sẽ vô game này. Lúc mà anh em bấm set á thì mình sẽ thao tác đi màn hình bằng con chuột của nó này đó. Sắp tới thì lên iOS 13 anh em sẽ có được cái con chó chuột nữa, nó sẽ rất là tiện. Rồi. Video này hôm nay sẽ nói chính về cái vấn đề mà lên xuống xe bị đơ chuột thôi nha. Và những video sau mình sẽ làm một cái series là khắc phục lỗi dần cho anh em. Tại vì mình làm một cái video mười mấy 20 phút á, thì anh em không coi, dài quá anh em không coi hết, thì mình sẽ chia nhỏ ra từng phần, mình sẽ khắc phục từ vấn đề một. Đây là vấn đề lên xuống xe bị đơ nha anh em. Cùng tập nha.
cho anh em thấy khi mà anh em thao tác bằng tay á, nó cũng sẽ đơ luôn. Tại vì đó là do cơ chế game nó không hiểu nha. Đầu tiên là mình sẽ nói vấn đề tại sao mà đó giờ những bộ phím chuột này lên xuống xe bị đơ. Đây, giờ mình sẽ chạy ra chỗ xe ha. Chạy ra xe lớn luôn nha anh em, chạy ra chỗ nhiều xe luôn. Cái xe ở đấy người ta thích bắn vỡ lắm. À, thông thường khi mà anh em dùng tay nha, bây giờ mình thử dùng tay ha. Mình lên xe xong mình quay map cho anh em coi. Thông thường khi anh em bấm á, thì anh em sẽ bấm lần lượt, tức là ví dụ như anh em chạy này, chạy tới xong này nó lên xe. Thì anh em quay map, đó, mà xuống rồi xuống xe anh em quay map. Mọi thứ rất là ok đúng không? Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này nè, trong trường hợp mà anh em làm cho mình nè, đây. Anh em vừa quay map nha. Anh em ví dụ đang quay map như thế này ha, đang nhìn lung tung á, anh em chưa thả tay ra khỏi màn hình. Mà anh em bấm chữ vào xe này. Anh em thấy không? Em chưa nhấc tay vào màn hình, nhấc tay vào màn hình thì anh em mới lay được này. Đấy. Lại nha. Đây nè. Thông thường á thì khi như một cái chuột này anh em có thói quen là anh em không nhấc chuột lên, anh em cứ để lì nó vậy, đang quay mát như vậy xong anh em bấm lên xe là đỡ chuột, là vì lý do đó đó. Đây làm lại cho anh em coi nhé. Chỗ vào xe này. Lại vào buồng lái luôn nha anh em, này đang quay mát này. Nè, vào buồng lái này. Đấy, anh em thấy không? Đó, anh em phải nhấc ngón tay lên. Và đó là cái lý do mà tại sao anh em sử dụng chuột mà lên xuống xe bị đơ, là vì đó anh em không nhấc con chuột lên một cái cho reset lại hoạt động. Coi như là tự thao tác mà lên xe xuống xe nó bị đơ là vì lý do này. Và xuống xe cũng vậy luôn. Đây, ví dụ như đang bình thường anh em bấm thoát này, xong anh em quay máy bình thường, đúng không? Nhưng mà anh em đang lia như vậy. Anh em ví dụ đang đè chuột, đang lia như thế này nha, đang lia không thả tay vào màn hình á mà anh em bấm thoát này. Đó. Đơ. Đấy. Đó là dùng tay nha anh em, dùng tay là nó đơ như vậy đó. Bây giờ mình sử dụng chuột thôi. Rồi khi mà đang lắc như thế này đúng không anh em, đang lắc như thế này mà lên xe là có đơ chuột khựng khựng chút nè. Giờ đang chạy nhanh đúng không, đang chạy xe nè, bấm 6 xuống xe này, mất chuột nè, đó, mất chuột liền luôn nè. Đấy anh em, nhấc lên cả hạ xuống thì quay được nè. Đó, em thấy cái nguyên lý hoạt động của nó chưa, làm lại nha anh em. Nè, đang chạy xe nè, không còn chạy nhanh, nó chạy nhanh chạy chậm gì hết anh em, chạy nhanh cũng vậy thôi à, không khác gì nhiều hết á. Đang quay map nè, đang lia nè, đó đang lia như vậy nha, bấm 6 cái thôi, tắt, mất chuột, đấy, mình nhấc lên cái hạ xuống có chuột lại, hả? Anh em biết tại sao mà cái lỗi đơ chuột xảy ra rồi đúng không nào? Rồi, thì đó là cái lỗi mà thực sự không phải gọi là lỗi, mà là đó là cái game nó không hiểu thao tác hoạt động thôi. Giờ mình sẽ vô mình chỉnh lại một chút, tại vì game Fuzzy á, hãng nó biết cái lỗi này lâu rồi anh em, và hãng đã cho cái khắc phục rất là triệt để rồi. Bây giờ nút G là nút lên xe và nút 6 là xuống xe đúng không? Anh em ấn vào mình chữ G hai lần. Chọn FPS. Sau đó em chọn xuống driver on off này anh em này. Chọn driver on off. Confirm. Số 6 cũng tương tự luôn nha anh em. Tương tự luôn. Driver on off. Đấy. Và anh em đặc biệt lưu ý với mình này. Hai cái nút lên xe xuống xe anh em không được để trùng với nút khác. Nhiều anh em mát phím á, anh em để nút F là nút lên xe xuống xe, nút mở cửa tùm lum nút. Coi như là anh em để nhiều chức năng. Không nên nha anh em, không nên nha. Một phím anh em để hai chức năng là tối đa thôi. Lưu giúp mình nhé. Đây, giờ mình thử lại cho anh em cái phần xuống xe này. Mình vừa chỉnh lại cái driver on off trên mắt phím ha. Lên xe nè, chạy nè. Còn đang lắc nha, lắc điên cuồng nha. Tay vừa giữ nút di chuyển nha anh em, tay vừa giữ nút di chuyển nè. Đó, sau bấm nút 6 nè. Đấy. Anh thấy không? Tức là lúc mà xuống xe á, nó vẫn giật một phát, nó vẫn giật một cái nhẹ. Nhưng mà nó không có để đơ chụp ngay, mà không anh em không phải nhấc chụp lên lại nữa. Lại nha. Chạy nè. Chạy này, lắc chuột điên cuồng này, lắc điên cuồng này. Không nhấc chuột lên nha anh em, không nhấc chuột lên nha. 6 nè, xuống xe nè. Đấy. Tức là nó sẽ có chuột lại ngay cho anh em và nó không có bị cái trình trạng khi mà xuống nó bị đơ và anh em lắc điên cuồng mà không chịu nhấc chuột lên. Đấy. Và anh em lưu ý cho mình nha, khi mà anh em xuống xe á mà anh em nhấc con chuột lên là bạn đã không bao giờ nó lắc, không bao giờ đơ. À, nhưng mà lúc mà khi mà anh em chỉnh về driver nó á, nó khắc phục một phần rồi nhưng mà nó vẫn có cái độ giật. Này. Giật là nhẹ nè, đó, giật là nhẹ, sau đó nó mới quay chuột lại được. Còn khi mình thao tác nè, mình thao tác mà mình xuống xe mà mình nhấc con chuột lên đó, tức là khi mình đang quay mát như vậy, mà khi mà mình rớt xuống xe á, mình nhấc con chuột lên xong mình hạ xuống. Này. Xe gãy rồi, đang quay mát này, xuống này, nhấc con chuột lên này, đấy. Đó. Cái này một phần là do thao tác, một phần là do mát phím. À, cho nên là trong trường hợp mà anh em mà kiểu bị lỗi lên xuống xe như vậy á, thì anh em nên làm theo video của mình, chuyển xuống driver knob, hoặc là nếu mà bị nặng quá thì anh em nhấc con chuột lên trước khi mà mình xuống xe á, trong lúc mình đang xuống xe á, mình nhấc con chuột lên cả xong mình hạ xuống mình quay tiếp.
nó hoàn toàn không có thể bị cái chuyện cho các chuột hay bị đơ chuột gì hết. Đấy, anh em bây giờ mình sẽ thử cái xe mà có chế độ chạy nhanh này, tại vì anh khách nói mình á là chạy nhanh nó bị đơ, tăng tốc nó bị đơ này. Đây mình thử tăng tốc hết cỡ luôn ha. Đấy, tăng tốc luôn này. Đấy, con xuống này. Đấy, nó sẽ có độ khựng bởi vì nó sẽ cái lúc đó nó chuyển giao giữa cái phần điều khiển từ trên xe nó xuống xe đó, giống như là em thao tác bằng tay. Anh em phải nhấc cái tay ra khỏi màn hình thì cái driver nó sẽ giúp anh em là nhấc cái chuột lên hạ xuống một cái, reset là hoạt động của chuột. Đấy, dễ hiểu hơn thì anh em vô phần lái phía này anh em coi nè, mình vô từ test này. Nếu như thông thường á, khi mà anh em để chế độ mà xuống xe chế độ lít bình thường normal như thế này thì anh em tự test này, thì em đang quay mát đúng không, em lúc 6 thì nó vẫn con chuột đây vẫn nằm ngoài. Thấy không? Anh em, con chuột đây vẫn nằm ngoài, tức là vẫn dính thao tác trên xe, nó không nhận thao tác xuống xe của anh em. Nhưng mà khi mà anh em ở chỉnh về chế độ driver on off của nút số 6 này thì anh em chỉ cần bấm số 6 một cái là chuột tự động về chạy nhảy về cái chỗ cũ, reset là hoạt động của chuột liền. Đây, dụ đang quay giữa này nha, bấm số 6 cái chuột bay về giữa này. Đấy, anh em thấy không? Và sau đây rơi lại. Đấy. Nè, con chuột nó nằm phía góc này, dụ đang quay mát mà đang quay mát vào ngoài này nha. Bấm số 6 cái mất con chuột về chỗ cũ. Đó. Là nó reset là hoạt động của con chuột này và nó giúp anh em không bị lỗi giật lag hay đơ chuột nữa. Đó. Đó là cách hoạt động của demo. Và cho nên là cái lỗi mà anh khách đưa cho mình á, lỗi này nha anh em, cái lỗi này nè, cái lỗi mà nhảy nhanh xuống bị đơ này 10 lần bị 3 lần á, 3 lần là có ít nha anh em. Thật sự nếu anh em mà setting mà không chuẩn á là xuống 10 lần đơ 9 lần là có. Cho nên là anh em lưu ý giúp mình nhé. Video này sẽ là một video hướng dẫn cũng như là gọi là kinh nghiệm chia sẻ cho anh em cái cách tại sao mà lên xuống xe bị đơ chuột, và cũng là vì những cái cách hoạt động như thế này mà tình trạng giật lắc chuột, mất chuột nó xảy ra, cũng vì cái cơ chế hoạt động của game mà nó không có nhận diện được là chuột vẫn còn lì trên màn hình, nó không nhận diện nhiều thao tác khác nhau. Và sau này thì những video sau thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video mà mình sẽ fix được toàn bộ 100%, không hề bị giật lắc gì hết nha anh em. Đó, tại vì vốn thực tế á, có rất nhiều anh em sử dụng bộ phụ kiện này rất là ngon, bởi vì anh em biết sao không, nhiều anh em đã bắn á hay rất là hay nhấc chuột lên nha anh em. Đấy, như thế này nè, nhiều anh em á, anh em chỉ để lì con chuột đi quay lại như thế này thôi. Đó, anh em không, rất là hiếm khi mà anh em nhấc con chuột lên. Còn nhiều anh em mà để đi ra thấp á, anh em hay có tình trạng nhấc con chuột lên như thế này nè. Đấy, thì chính cái việc mà anh em nhấc chuột lên á, nó sẽ giúp anh em đỡ lắc chuột, đỡ đơ chuột hơn. Tại vì nhiều khi anh em thao tác chuột này nó di xong nó di dâu vô trúng cái phần mát phím, nó sẽ đơ, nó sẽ mất chuột. Đó, anh em lưu ý cho mình nhé. Đó là cái nguyên lý của những bộ mà phụ kiện, hầu như là phụ kiện nào cũng có nguyên lý như thế này. Và Flygy là cái phần mềm duy nhất mà giúp anh em có thể thấy được cái cách hoạt động tại sao nó bị lắc, bị đơ mà mình thích cho anh em trong video vừa rồi đó. Đấy, thì em coi kỹ video này em sẽ hiểu. Ok, rồi bây giờ con demo này thì cái video này mình sẽ gửi cho anh khách, cho nó thấy cái hiệu năng, cho anh khách thấy là mình nên mát phím lại như thế nào hơn. Rồi, còn cái demo này thật sự không phải sửa giờ anh em, hầu như đó giờ bên mình bán demo á rất hiếm khi bảo hành, mà nếu lỗi thật á thì bên mình đổi mới luôn, chứ sửa demo rất là khó nha anh em. Rồi ok, rồi hy vọng anh em thấy video ích, đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Điện Store Channel nhé. Chào tạm biệt.